Thuận xin gửi lời chào đến chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử cùng toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn có được sự an lạc, hạnh phúc và sống trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. Và sau đây, xin mời quý vị cùng đến với bản tin Chùa Hoằng Pháp, công tác Phật sự tháng 11 năm 2016. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Tham gia hội chợ văn hóa Phật giáo Chùa Phổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức một ngày tu niệm Phật lần thứ 9 năm 2016, tặng quà từ thiện tại Hương Khê, Hà Tĩnh, lễ sám hối và giảng pháp ngày rằm tháng 10, lễ dỗ tổ khai sáng Chùa Hoằng Pháp, chương trình từ thiện tại Phú Yên, lễ quy y Tam Bảo lần thứ 3 năm 2016, ngày tu sinh viên lần thứ 5 năm 2016, lễ sám hối cuối tháng 10. Và sau đây là thông tin chi tiết. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 năm 2016, Chùa Hoằng Pháp đã tham gia chương trình hội chợ văn hóa Phật giáo diễn ra tại Chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ văn hóa ẩm thực Phật giáo được tổ chức với sự tham gia của 27 gian hàng văn hóa phẩm và 18 gian hàng ẩm thực phục vụ cho Tăng Ni và Phật tử. Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 7 tháng 10 năm Bính Thân, đông đảo quý Phật tử ở các tỉnh thành cũng như trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã trở về Chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày lần thứ 9 năm 2016. Trong thời pháp thoại của khóa tu, Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu đã chia sẻ về chuyến công tác Phật sự tại đất nước Hoa Kỳ trong 2 tháng vừa qua. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng đã giới thiệu một cách sơ nét nhất về phong tục, tập quán, kinh tế, xã hội, những đặc điểm nổi bật của đất nước giàu nhất nhì thế giới này, cũng như tình hình đời sống sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại nơi đây. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 13 tháng 10 năm Bính Thân, Ban từ thiện Chùa Hoằng Pháp đã về huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh tặng quà cho người dân đang gặp khó khăn sau cơn lũ. Tại Ủy ban Nhân dân xã Lộc Yên, đoàn đã trao tặng 280 phần quà, mỗi phần quà trị giá 580.000 đồng gồm gạo, mì chay, mùng mền, quần áo và phong bì 250.000 đồng. Đến xã Hương Thủy, đoàn tặng 200 phần quà cho các hộ dân bị thiệt hại trong đợt lũ ở thôn 3 và thôn 7. Đoàn cũng đã đi đến tận nhà trao tặng 20 phần quà cho người bệnh, người già neo đơn không có điều kiện đến nhận tại điểm cấp phát. Tổng trị giá 600 phần quà trong đợt từ thiện lần này là 347 triệu 250 ngàn đồng do quý Phật tử gần xa phát tâm hiến cúng. Tối ngày 13 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 14 tháng 10 năm Bính Thân, đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã trở về Chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Đại đức Thích Tâm Nguyên, chư tăng Chùa Hoằng Pháp đã chia sẻ với đại chúng thời pháp thoại cho sự sống muôn đời trước khi bước vào khóa lễ, với những dẫn chứng là các bài kinh và những câu chuyện thời Đức Phật cũng như trong thời hiện tại. Đại đức giảng sư đã phân tích, giảng giải rất chi tiết, tỉ mỉ về tinh thần từ bi, tầm quan trọng của sự tu tập tâm từ bi, cách thức tu tập tâm từ và lợi ích của việc tu tập lòng từ trong đạo Phật. Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, sáng ngày 15 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân, Chùa Hoằng Pháp đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 28 cố đại lão Hòa thượng Ngộ Chân Tử, tổ khai sáng Chùa Hoằng Pháp viên tịch. Chư Tăng Ni cùng hàng ngàn Phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã phân tập về chùa tham dự buổi lễ. Từ những ngày trước đó, quý thầy trụ trì các chùa, tự viện trong tông phong Chùa Hoằng Pháp cùng Phật tử các đạo tràng đã phân tập về chùa vấn an thượng tọa trụ trì cũng như tham dự ngày dỗ tổ. Nằm trong các hoạt động của ngày dỗ tổ, tối ngày 15 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 16 tháng 10 năm Bính Thân, Chùa Hoằng Pháp tổ chức buổi họp mặt tri ân truyền thống lần thứ 3 trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật. Chư Tăng đang hành đạo tại các trú xứ trực thuộc Chùa Hoằng Pháp đã trở về cùng Chư Tăng tại Bổn Tự tham gia buổi họp mặt. Tính đến thời điểm hiện tại, Chùa Hoằng Pháp đã có 32 chi nhánh trong nước cũng như nước ngoài được thành lập và phát triển. Buổi họp mặt là dịp để các thầy trao đổi những kinh nghiệm trên bước đường Hoằng Pháp ở khắp mọi miền đất nước và cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng tăng thân ngày một lớn mạnh. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 19 tháng 10 năm Bính Thân, đoàn từ thiện Chùa Hoằng Pháp đã đến xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, trao tặng 500 phần quà cho những người dân bị thiệt hại sau cơn lũ. Đây là hai xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt lũ tháng 11. Được sự giúp đỡ của Hội chữ thập đỏ huyện Tuy An cùng chính quyền địa phương, tại trụ sở thôn Diên Điền, xã An Ninh Tây, đoàn trao tặng 240 phần quà, mỗi phần quà trị giá 410.000 đồng gồm gạo, mì gói, mùng mền, quần áo và phong bì 200.000 đồng. Đoàn đến tận nhà trao tặng 10 phần quà cho các cụ già bệnh, nhà sập. Tại Ủy ban Nhân dân xã An Ninh Đông, đoàn tặng 250 phần quà cho người dân ở hai thôn Phú Hội và Phú Sơn. Tổng giá trị quà tặng của chuyến từ thiện lần này là 205 triệu đồng. Ngày 20 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Bính Thân, Chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ quy y Tam Bảo lần thứ 3 năm 2016.
Hơn 1.500 quý thiện nam tín nữ trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa đăng ký quy y. Quy y Tam Bảo chính là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình quay về nương tựa ba ngôi báu Phật Pháp Tăng. Quay về nương tựa Tam Bảo là con đường ngắn nhất thoát khỏi đêm dài vô minh tầm tối, hướng đến ánh sáng của chân lý tối thượng, giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, trở thành người hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nhân dịp này, ban tổ chức đã gửi tặng quý thiện nam tín nữ về quy y phần quà pháp bảo gồm sách lược truyện Đức Phật Thích Ca, DVD lễ quy y Tam Bảo, DVD oai nghi của người Phật tử và lời nhắn nhủ của thông tọa trụ trì. Ngày 27 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 28 tháng 10 năm Bính Thân, hơn 1.500 sinh viên thuộc các trường đại học và cao đẳng trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày tu sinh viên hướng về Phật Pháp. Vào buổi sáng của ngày tu, các bạn được lắng nghe thời pháp thoại từ Ni Sư Thích Nữ Giới Hương với đề tài Nếp sống tuệ giác cho giới trẻ. Trong hơn một giờ đồng hồ, Ni Sư đã trình bày những vấn đề liên quan đến nếp sống theo tinh thần Đức Phật dạy cho những bạn sinh viên trẻ, tiêu biểu cho giới trí thức hiện nay. Đây là một đề tài vô cùng thiết thực. Buổi chiều cùng ngày, các bạn tập trung về giảng đường chính để tịnh tọa cùng Chư Tăng Bổn Tự. Sau đó, các bạn đã được Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu, chia sẻ những bài học qua chiếu Hoằng Pháp tại đất nước Hoa Kỳ. Đây là những bài học đáng quý về mọi phương diện, giúp các bạn trẻ có được cái nhìn đúng đắn, từ đó ý thức về mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của mình, làm sao nâng cao giá trị bản thân, xứng đáng là người con Phật. Tối ngày 28 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 10 năm Bính Thân, quý thiện nam tín nữ Phật tử đã trở về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trong kỳ sám hối lần này, Đại Đức Thích Tâm Đắc, trụ trì chùa Vịnh Pháp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã chia sẻ với đại chúng thời pháp thoại trước khi vào khóa lễ chính thức. Thông qua đề tài làm sao để an vui trong thời pháp của mình, Đại Đức Giảng Sư đã chia sẻ những phương pháp quan trọng. Hành giả khi thực hiện những điều đó sẽ cảm nhận được sự an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Đó là thực hành bát chánh đạo, giữ gìn trọn vẹn ngũ giới, học tập và thực hành theo nếp sống của Chư Tăng, luôn luôn giữ thái độ an vui, hòa nhã và mang niềm vui đến cho mọi người. Để kết thúc bản tin sau đây, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử cùng theo dõi các hoạt động sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Ngày tu niệm Phật lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 4 tháng 12 năm Bính Thân. Khóa tu Phật Thất lần thứ 84 được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 11 đến 18 tháng 11 năm Bính Thân. Đêm hoa đăng mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà được tổ chức vào tối ngày 15 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Bính Thân. Kính chúc quý Phật tử luôn có được sự an lạc, vạn sự kiết tường như ý và sống trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sau.